Trấn Thành chèn ép học trò Duy Khương và sự thật phía sau ai cũng phải sốc. Diễn viên Duy Khương là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm, là tâm điểm của sự chú ý của khán giả trong suốt những ngày qua bởi có những phát ngôn và động thái gây sốc được cho là có liên quan đến drama Anh Cần Sự Riêng Tư của nghệ sĩ Trấn Thành, người cũng từng được xem là thầy của anh trong chương trình Đấu Trường Tiếu Lâm. Được khán giả biết đến qua cuộc thi tìm kiếm diễn viên hài Đấu Trường Tiếu Lâm vào năm 2016, Duy Khương với nét diễn duyên dáng tự nhiên đã xuất sắc cán đích ở ngôi vị cao nhất. Đạt được thành tích quán quân cũng khiến anh nhanh chóng tạo nên những bước tiến nổi bật trong nghề. Hiện tại anh cũng là gương mặt nhận về nhiều sự yêu thích từ khán giả, thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim sitcom, web drama hài. Được gắn liền với danh xưng học trò Trấn Thành, tuy nhiên thời gian gần đây nam diễn viên lại có những động thái cho rằng cà khịa đàn anh, tình thầy trò đã rạn nứt, khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Duy Khương cũng đã có những lên tiếng tiết lộ bí mật đằng sau cuộc thi mà anh đạt quán quân 6 năm về trước, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cụ thể anh cho biết, những gì khán giả xem qua sóng truyền hình thì đều hoàn toàn sai sự thật, mọi việc phía sau đều trái ngược không như mọi người nghĩ. Theo đó, Duy Khương đã không lựa chọn vào đội của Trấn Thành như đã nói trên sân khấu. Đó là cảnh ban tổ chức ép lên quay hình lại và không như anh mong muốn. Khi ghi hình tôi không chọn về đội mà như mọi người thấy. Tôi chọn về đội một người chị, tôi không tiện nói tên nhưng tôi rất thích chị. Tôi thích cách diễn và gu hài của chị ấy từ những ngày đầu còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi cũng từng chia sẻ là phải lén vào trong sân khấu để được xem những vở chị diễn mà tôi không mua vé bởi vì không có tiền, Duy Khương bộc bạch. Nhanh chóng sau đó, phát ngôn của Duy Khương đã trở nên xôn xao trong cộng đồng mạng. Nhiều người chắc chắn rằng người chị mà Duy Khương nhắc đến là diễn viên hài Thu Trang, bởi trong cuộc thi năm đó cũng chỉ có một vị giám khảo nữ duy nhất. Và không ai khác, người đó là chị 13. Sau đó Duy Khương có chia sẻ thêm rằng chương trình có gọi anh xuống và bắt phải thay đổi nội dung. Phía ban tổ chức đã nói rằng màu sắc của anh trong đội người chị này đã có, cũng như team vị giám khảo nữ cũng đã đủ thí sinh. Bên cạnh đó là đưa ra lời khuyên anh phù hợp với vị giám khảo nào. Cụ thể anh nói, mọi người có yêu cầu tôi chọn lại thì lúc lên ghi hình tôi nói về đội của anh ấy như mọi người muốn, nhưng đó là điều tôi không muốn. Trước đó tôi cũng có giải thích lý do không chọn anh ấy là vì tôi cũng có ngưỡng mộ, nhưng tôi thấy được tôi phù hợp với người chị kia hơn. Lúc đó chị lại từ chối thêm một lần nữa, cảm giác tôi trong tranh, thậm chí muốn đi về và không muốn thi tiếp. Ekip phía dưới có nói là cứ chọn đi, rồi xuống các anh chị sẽ sắp xếp lại. Tôi cứ nghĩ đó là kết quả quay hình thôi, sau đó sẽ có sự thay đổi. Nhưng khi xuống thì mọi người đã chốt là tôi về đội của anh ấy. Tiết lộ thêm một bí mật, Duy Khương cho biết lúc đó đã yêu cầu dừng lại và không muốn thi tiếp. Nhưng nam diễn viên nhận lại được câu trả lời vô cùng sốc từ ban tổ chức là nếu không thi thì phải đền bù 5 tỷ. Anh cho biết thời điểm đó anh là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, trong người thậm chí không còn có đủ mấy triệu. Chắc chắn sẽ không có số tiền nhiều như vậy nên buộc phải tiếp tục với chương trình. Vòng thi nào tôi bước xuống tôi cũng đòi bỏ thi, đòi nghỉ chứ không muốn tranh giành với ai. Đến hiện tại các anh chị trong ban biên tập vẫn nhớ và biết câu chuyện này. Tôi luôn xin rút nhưng đến ngày ghi hình thì tôi lại sợ, không dám cố tình diễn dở bởi vì lúc đó tôi chưa nổi tiếng. Nếu cố tình diễn tệ thì sợ mọi người nhìn tôi với góc nhìn khác. Vì thế tôi luôn hết mình trên sân khấu, xem như đây là lần cuối cùng tôi được diễn, Duy Khương chia sẻ thêm. Duy Khương cho biết anh may mắn khi luôn được vào top những thí sinh xuất sắc của tuần và điều anh không ngờ nhất là việc anh trở thành quán quân. Nam diễn viên cho biết không phủ nhận những gì mà chương trình mang lại, nhưng việc anh về đội của Trấn Thành thì không phải là điều anh chủ động. Màn lên tiếng chính thức lần đầu tiên sau 6 năm của Duy Khương đã khiến ai nấy cũng đều phải sốc, khán giả mới vỡ lẽ và nhận ra sự thật. Điều đó càng khẳng định rõ hơn tình thầy trò của Duy Khương và Trấn Thành thật sự không lành lặn như mọi người nghĩ, càng xác thực hơn tin đồn rạn nứt đã được phong phanh từ trước đó. Diễn viên Duy Khương còn thẳng thắn chia sẻ về việc bị chèn ép khi tham gia game show truyền hình sau khi nổi tiếng. Theo đó, khi nghe cụm từ chèn ép, diễn viên Duy Khương cho biết anh hiểu và thật sự đau xót. Tôi nghĩ người mạnh nên có tấm lòng bao dung, giúp những người yếu hơn để đi lên. Đây là nghề cống hiến, chúng ta phải cùng nhau cống hiến. Sau cuộc thi, tôi nhận rất nhiều lời mời. Tuy nhiên có một số chương trình rất thu hút khán giả, tôi không được tham gia chung. Nhưng nói mọi người hay nhà sản xuất game show hot đó bởi không thích tôi hay là không mời thì không chính xác. Họ là nhà sản xuất rất nhiều game show, những game show khác tôi đều tham gia. Chỉ trùng hợp là những game show nào đó thì tôi không được mời chung thôi. Diễn viên Duy Khương chia sẻ, tôi tự thấy và rất nhiều người đã nói là có đề xuất mời tôi tham gia. Tuy nhiên đến ngày xếp lịch quay thì tôi nhận được phản hồi chung chung là xin lỗi em không được quay ngày đó, hẹn dịp khác. Những lời từ chối mà hẹn dịp khác thì có nghĩa không có dịp nào khác để ghi hình và không được xuất hiện.
Vào thời điểm game show nở rộ, ai đó xuất hiện nhiều phủ sóng, dẫn tới tôi không được xuất hiện, đất diễn tôi nhỏ lại, chỉ biết diễn kịch truyền hình, quay những show nhỏ. Dần dần mọi người thấy tôi ít xuất hiện, tôi cũng bị tâm lý không có cơ hội đi làm. Sau những chia sẻ của Duy Khương, cộng đồng mạng lập tức có những tranh luận trái chiều. Nhiều người chỉ trích việc Duy Khương lên tiếng đá xéo Trấn Thành, thậm chí còn phủ nhận công lao chỉ dạy của đàn anh trong quá khứ. Bởi dù sao đi nữa, Trấn Thành cũng là một trong những nhân tố góp phần vào thành công của anh tại chương trình Đấu Trường Tiếu Lâm. Một khán giả còn để lại bình luận bóc phốt và cho rằng Duy Khương ăn cháo đá bát, nói sai sự thật. Người này viết, bài viết còn đây nè, kẻ ăn cháo đập tô, thật sự Trấn Thành không là gì của tôi hết, nhưng thấy miệng đời chán quá, ráng tìm cho bằng được. Kèm theo đó, dân mạng này đã tung ra bằng chứng Duy Khương từng gửi lời cảm ơn đến Trấn Thành và gọi nam MC là người anh, người thầy trong bài đăng của mình cách đây 7 năm. Trong bài đăng này, Duy Khương viết, em xin cảm ơn đặc biệt một người anh, một người thầy, đó chính là huấn luyện viên Trấn Thành, đã luôn truyền lửa, chỉ dạy, lo lắng nhiều điều cho em. Dù rất bận nhưng anh vẫn ngồi bên em tới khuya, tập bài với em ngày đêm. Và anh đã tạo nên cho em có ngày vinh quang này để khán giả biết đến em với tên Duy Khương. Năm 2016, Trấn Thành cùng với diễn viên Thu Trang, Tiến Luật, Trường Giang là giám khảo của chương trình Đấu Trường Tiếu Lâm. Duy Khương là thí sinh thuộc đội Trấn Thành, trở thành quán quân của cuộc thi. Duy Khương từng thừa nhận rất thích Thu Trang nhưng được đàn chị khuyên về đội của Trấn Thành nên anh đã nghe theo. Ban đầu em nghĩ là cái duyên, ai bấm chuông chọn em trước thì em sẽ về đội đó. Nhưng bên trong cánh gà em đã cầu mong chị Thu Trang chọn em vì em mê chị Thu Trang lắm. Từ năm nhất em đã trốn học đi xem chị Thu Trang diễn. Em thích chị lắm nhưng chị Trang lại nói em nên qua anh Thành đi. Em nghĩ độ lanh trên sân khấu của em thì chỉ anh Thành mới trị được nên em chọn anh Thành, Duy Khương từng chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng việc Duy Khương lên tiếng đá xéo Trấn Thành là điều không nên, vì dù sao hai người đã từng có thời gian hợp tác với nhau trong vai trò thí sinh, huấn luyện viên. Hành động của Duy Khương giống như đổ thêm dầu vào lửa trong khi sự việc đã dần khép lại. Hơn nữa, lùm xùm của Trấn Thành tại rạp chiếu phim là do hiểu lầm. Người trong cuộc cùng các bên liên quan cũng đều đã lên tiếng cho thấy Trấn Thành không giành vé với khách. Việc anh bao phòng chiếu phim là điều hết sức bình thường, đã đặt vé từ trước. Đặc biệt, phát ngôn của Duy Khương phủ nhận Trấn Thành là người thầy hướng dẫn, chỉ dạy mình khiến nhiều người không đồng tình, thậm chí khiến hình ảnh của chính anh xấu đi trong mắt công chúng. Cuộc đời mỗi người có nhiều người thầy, đó là những người dạy dỗ chúng ta ở trường học, cũng là những người giúp đỡ chỉ dạy chúng ta trong cuộc sống, công việc. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, huống hồ với vai trò huấn luyện viên, Trấn Thành đã đồng hành giúp đỡ thí sinh đội mình hoàn thiện bản thân hơn. Bản thân nam MC còn nhờ các nghệ sĩ khác hỗ trợ Duy Khương trong các phần biểu diễn để có phần thi thuyết phục, đưa anh đến trước quán quân Đấu Trường Tiếu Lâm. Duy Khương cho biết anh không hối hận hay cho hành động đá xéo đàn anh của mình là lỡ dại, nhưng chắc chắn rằng nhiều khán giả đang rất tiếc cho Trấn Thành vì nam MC đã lỡ trao tình cảm cùng công sức hỗ trợ đàn em để rồi bị phủ nhận một cách lạnh lùng.